Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thích Đồ Âu. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn món pasta súp cay với xúc xích và rượu vang trắng, rất phù hợp để ăn vào dịp Tết và mùa đông này. Vậy thì để nấu được cái pasta với súp cay và xúc xích này thì tôi sử dụng sợi mì, ở đây là sợi mì linguine, có hình dáng là dẹt gần giống với sợi phở của Việt Nam, và thời gian luộc thì cũng tương tự với sợi mì spaghetti. Ngoài ra thì không thể thiếu đối với spaghetti sốt cay với xúc xích đấy, tôi sử dụng ở đây là xúc xích. Các bạn chú ý là xúc xích chúng ta nên sử dụng loại xúc xích ngắn, chỉ khoảng hai đốt ngón tay, thì khi vào chúng ta không phải cắt và cái xúc xích nó cũng sẽ không bị vỡ và nó thẩm thấu gia vị rất là tốt. Ngoài ra thì một cái nguyên liệu không thể thiếu của pasta đấy chính là cà chua. Ở đây thì tôi sử dụng ba loại cà chua, đấy là cà chua Đà Lạt loại to bình thường, cà chua bi, tôi sử dụng cà chua bằng nguyên chùm. Và ngoài ra thì ở đây tôi có cả cà chua can. Cà chua này đã được bóc vỏ và được tẩm ướp sẵn. Ba loại cà chua này vừa để tăng hương vị cho món pasta của chúng ta và cũng vừa để làm phong phú màu sắc. Ngoài ra tôi cũng sử dụng hai loại màu sắc của ớt sừng, một chút ớt cay để tạo vị cay cho món pasta của chúng ta, và những cái nguyên liệu quen thuộc như giấm balsamic, dầu ô liu extra virgin và rượu vang trắng, và những cái gia vị khác, gia vị nhỏ thì tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn trong khi tôi nấu pasta. Và một trong những thứ không thể thiếu để tạo lên hương đặc trưng của món pasta này đấy chính là cá cơm. Ở đây là trong tiếng Anh người ta gọi là cá anchovy. Các bạn có thể mua cá cơm hộp ở các siêu thị hoặc cũng có thể tự làm. Ở đây thì tôi tự làm cá cơm để tăng cái hương vị, và tôi cũng là cái hương vị mà tôi rất là thích. Thì đây là cá cơm sốt cay tôi đã làm sẵn rồi. Để bắt đầu nấu thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt ớt sừng. Thì ớt ở đây tôi lưu ý là các bạn nên bỏ hạt, tại vì trong hạt ớt và cái gân của quả ớt, kể cả ớt sừng hay là ớt thường, thì chúng ta cái phần đó là phần cay nhất, và các bạn không muốn người trong gia đình mình hay là em nhỏ bị ăn phải hạt ớt bởi vì nó rất là cay. Thì để tách hạt ớt thì các bạn có thể sử dụng cái thìa như thế này. Các bạn có thể tách cả hạt lẫn gân trắng của quả ớt một cách dễ dàng. Đối với ớt chúng ta đã, sau khi đã lọc hết hạt và cái gân trắng ra, chúng ta sẽ thái sợi dài như thế này. Với cà chua to chúng ta sẽ thái bổ cau, còn với cà chua bi tôi sẽ để nguyên cả quả như thế kia. Và chúng ta cũng cần chuẩn bị thêm đấy là tỏi. Để hương vị đậm đà tôi sử dụng khoảng 5 tép tỏi và gừng, một chút gừng để tạo vị ấm. Các bạn không nên sử dụng quá nhiều gừng tại vì nó sẽ làm áp cái vị của pasta của chúng ta, bởi vì gừng nó rất là đậm đà. Tôi chỉ sử dụng một chút gừng để tạo độ nồng, độ ấm cho món pasta của chúng ta. Để bắt đầu nấu món pasta chúng ta sẽ cần làm nóng chảo trước, và tôi sẽ sử dụng một chút dầu ô liu. Chúng ta sẽ bắt đầu với một số nguyên liệu. Chúng ta sẽ cần phi một chút tỏi và gừng, tôi sẽ không cho hết bởi vì tỏi và gừng này phi trước để tôi sẽ làm sơ chế những cái món nguyên liệu này. Đầu tiên tôi sẽ cho vào đấy là cà chua bi, sử dụng nguyên chùm. Cà chua bi ở chúng ta sẽ vừa tạo nên hương vị và màu sắc cho pasta.
bắt đầu cho dần thêm cà chua. Tôi thái ở đây là để tạo nên cái nước sốt trên trên. Các bạn cứ thoải mái để ngọn lửa to. Tiếp theo đấy là bây giờ tôi có cà chua hộp. Cà chua hộp này tạo nên hương vị rất là chung. Các bạn không cần phải nhầm lẫn cái cà chua hộp và cái cà chua tươi, tại vì ở trong đồ Âu người ta sử dụng rất nhiều đồ hộp, nhất là các loại rau củ quả, đặc biệt là cà chua hay là những cái hạt đậu, bởi vì bản thân những cái đồ hộp như này nó tạo nên cái hương vị rất là đặc trưng. Hương vị của nó bởi vì đã được tẩm ướp lâu dài rồi cho nên là cái hương vị nó rất là đậm đà. Mình sẽ bắt đầu cho xúc xích vào. Cà chua bi đã chín một chút thì tôi sẽ chuyển ra ngoài để tránh làm rẫy mất cái canh, bởi vì tôi muốn sử dụng để trang trí cái đĩa pasta của chúng ta. Bây giờ thì các bạn có thể cho nốt phần tỏi vào đi. Màu sắc rất là đẹp rồi. Đây là màu sắc trong đó này. Thêm một chút dầu ô liu. Tiếp theo là tôi sẽ cho một chút curry và cần tây. Cái này sẽ vừa tạo nên hương, hương vị rất là thơm và cũng tạo nên cái độ ngọt dịu ở trong món pasta của chúng ta. Bản thân cần tây này chúng ta có thể ăn sống hoặc là ép nước trộn lẫn với nước cà rốt để ăn rất là bổ dưỡng, hoặc uống rất là bổ dưỡng cho đề kháng. Đây là nó chuẩn màu rồi đấy. Tôi sẽ cho chút lá, đây là lá bay leaf. Các bạn có thể tìm thấy ở trên phố hoặc là ra chợ ở siêu thị. Rồi sau khi xúc xích chúng ta đã chín thì tôi sẽ cho cà chua hộp chúng ta vào. Cà chua hộp này, bản thân cà chua hộp sẽ tạo một cái nước sốt rất là đặc biệt. Các bạn cũng có thể mua sốt pasta, sốt spaghetti có sẵn ở ngoài siêu thị, nhưng mà tôi lại thích làm cái sốt riêng của mình, bởi vì nó sẽ tạo nên cái cá tính của mình nấu ăn và nó cũng tạo nên cái hương vị mà bạn mong muốn. Sau đây tôi sẽ cho một ít rượu vang trắng. Các món ăn của tôi nhiều như sẽ có rượu ở trong đó. Lá oregano hay là ở đây người ta gọi là kinh giới khô. Chút. Đây là một món ăn có nhiều vị cay và nhiều gia vị. Tiêu. Cho nên nó rất rất phù hợp với mùa đông chúng ta, khi mà thời tiết nóng, có ít bột ớt, paprika, vừa là màu sắc vừa là hương vị. Bột ớt paprika thì các bạn chú ý là nó cũng không cay lắm. Để tạo thêm độ cay tôi sử dụng thêm một ít ớt bột là chili flakes. Và như tôi nói, không thể thiếu chúng ta cần phải có cả cá anchovy tạo nên cái hương vị rất là đặc trưng.
chút cá anchovy vào đây. Chúng ta không phải là để ăn cá anchovy mà chỉ để tạo lại cái hương vị. Wow, tôi đã ngửi thấy mùi hương là tuyệt vời. Vừa có vị cay ở trong đấy, vừa có vị của xúc xích, cà chua và vừa có vị của cả cá anchovy. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu chuyển cái nồi này qua để chúng ta sẽ cho vào món pasta của chúng ta. Đây là pasta linguine tôi đã luộc sẵn và đã để ráo ở trên chảo rồi ạ. Bây giờ chúng ta chỉ cần làm nóng pasta lên một chút. Và chúng ta có thể chuyển nước sốt qua. Và không thể thiếu, chúng ta cần có một chút lá húng quế. Chúng ta thái nhỏ lá húng quế và rắc lên trên pasta của chúng ta. Bào lên pasta của chúng ta một chút cheese. Ở đây thì phô mai, tôi sử dụng phô mai cứng, phô mai gouda được ủ 6 tháng. Anchovy trang trí. Thêm một chút dầu ô liu. Vâng, và bây giờ thì tôi đã sẵn sàng để làm bất ngờ đối phương rồi. Không chờ đợi là tôi phải ăn thử một miếng. Linguine pasta với sốt cay và xúc xích. Wow, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi kênh của Thích Đồ Âu. Đừng quên like và subscribe. Và cũng đừng quên là chúng tôi có cả ebook để hướng dẫn các bạn dạy nấu ăn. Sau mỗi một video chúng tôi đều có một ebook viết ra rất là rõ ràng, chi tiết. Các bạn chỉ cần click vào link ở bên dưới để tìm thấy ebook của chúng tôi. Cảm ơn, chúc các bạn ngon miệng. Bon appétit.